Đây mọi người, đường này đi ra nhà của ra cái chỗ anh Giỏi Tâm Hằng nằm đây ha. Đây mã một. Tuốt ngoài đây dịch gà tùm lum chứ mọi người. Dơ hầy luôn. Mương bọng dơ nè. Cứt đái gì tự lưa hết. Nhốt bánh ngoài cái lùm cây này nè ha. Cái gì mà nó bao trùm ha. Đây gừng gú mã không mà ha mọi người, mấy mã xưa nè, thấy chưa. Đây đi ngang qua đây cây nè, cây me chà bá luôn. Dạ cây me này mọi người, nói thồn mọi người không, cây me nó mọc cái gì cây biệt dục trên trời nè. Rồi sao bự được không? Để đi thẳng ra ngoài kia thấy mọi người. Xa nhà thấy ghê hồn không? Cây bự bự không? Mấy cái này trời mưa thấy ghê lắm nội à. Trời mưa với ban đêm mình thấy ghê lắm mà. Đây là cái chạy của anh nằm đây thấy mọi người. Chạy bay lớn rồi. Xình xình không. Thằng ơi. Không làm gì á. Trời ơi. Buộc ngồi gục đó luôn mọi người. Trời. Em dạ. Ngồi nè mọi người. Ngồi nè. Cái tội nghiệp không mọi người. Kiếp đại trần gian ha. Công với xích này. Chào bá. Dội dội. Cơm chưa? Dội. Ngồi dưới. Dội. Chơi hai gấu phá chào bá luôn ha mọi người. Dội. Ui. Im gu. Ngủ gì vậy? Bánh này rồi. Bánh nè. Rồi ơi. Ngủ rồi mày. Thằng ơi ngồi chỗ này mà ngủ rồi này. Trời, chỉ xích bữa nay xăng rồi đó chứ ta. Xích nó xe cuộn rồi chứ. Này vậy xích xăng rồi đó. Công mình xích chỗ phá đó mọi người. Chờ bá. Giỏi giỏi. Cơm cho giỏi. Nhìn mình nhìn đi ghen cái con gì không nói. Nhìn thấy đứt ruột không mà. Cũng có con tiếp người cho người đó. Nhìn đi ghen như cái con hú vậy. Tệ hơn mấy con chó của người ta nữa. Hai cộng xích luôn rồi mọi người. Ông đi viết xây viết một cái cây nó mòn luôn này không. Mòn vòng 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 luôn nè. Chai nước này uống vô chết luôn đó. Chai nước rồi mọi người. Chai nước không? Ăn cam nó mùng rồi. Bánh này giỏi. Ngủ hay gì không ạ? Ngủ rồi đó. Bánh vô kìa. Ghê hả mọi người. Gù nhộng luôn nó bu rồi nè.
nằm đóng rồi. Ngồi kìa. Kìa. Rồi. Đi vô bánh nè. Ông có này ông đang tính tiền chỗ này dễ gì ông ra. Ông em ruột nó kêu cái đứng này liền. Rồi. Ngồi em gua. Ông em ruột kêu cái đứng lên liền. Quá trời ông mới xích nãy xe. Nè bánh nè, bánh nè. Rồi. Thời gian bánh nè. Học lét đó, học lét lên đi. Học lét lên, nhột nhột cái đứng lên đi. Biết bánh này qua lấy tới tới không biết. Chắc không tới đâu nội rồi. Chỉ có buộc đâu mà gần đây thì lấy tới chứ. Chứ không ngộ gì hoài trời. Đó. Đó. Ngồi yên lắm nè. Học lét. Đi. Ngủ rồi. Đé gì ngủ. Ngủ rồi. Bị gì á ông nội ơi. Ông bị gì á. Thằng ông ngồi đây ông ăn cơm hay gì á. Có hao hao cơm ăn hết trơn rồi. Chắc mấy người để quýt hồi nãy đi ngang qua lại ổng trốn vô đây cái gì. Ăn chuột nướng không? Giỏi. Đấy, con chuột nướng ăn nghe vậy. Hết trả lời à. Quá trời cũng mình là buộc con dây nhỏ nhỏ vô giò còn khó chịu nữa chứ buộc nguyên con xích bự này. Ông buộc cái cây này lóng lóng mà được đặng cho con xích nó xe rồi. Ông bóng đất kìa. Vậy là cô có bên đây có giò. Trốn á, trốn. Cái sờ rông kìa, ai đem sờ rông ra kìa, sờ rông bốn. Cái này phải cái cây này lỏng lỏng mà cũng được đặng con xích nó xài vòng vòng. Này ông buộc chết một chỗ luôn. Mòn cây luôn. 20 mấy năm mà. Tội nghiệp hả nhỉ? Sống gì còn hơn bị trời hành nữa. Nó mùng văn ngộ. Này văn văn chắc ông không có nằm mùng quá. Cái vậy có phải ngủ đâu, ông nói là không phải ngủ mà. Nằm nó ngồi né. Ông ngồi em ru hả? Anh giỏi ơi. Tên giỏi là phải giỏi là đứng lên nè. Trời ơi, đất vẹt. Ông cần cam rồi chưa? Cái này đã xong rồi đó. Bỏ hí đại. Nhìn thấy cái con người sống vậy đúng là ông ha. Chết sướng hơn không nhỉ? Ha. Chứ sống kiểu này đau khổ quá trời luôn. Mình nuôi con chó mình còn cưng lắm luôn. Buộc gì mà mưa ống đâu có đi vô được đâu. Cái xích nó cục ngắn như sao vô được. Mà đất trên đây mưa nước trên đó cao hơn chảy xuống đây nè. Anh nói là xếp cái giò rồi, nó lại là có người vô đó. Mở cái khóa ra
Còn cái xích xe ông đứt cái giò ông rồi. Mà cái cây nó mòn, nó mòn thấy ớn hồn không nè. Xiết cái xây, xiết cái mòn cái cây luôn. Em chơi nước nhìn thấy hết ham mà. Giờ dễ quá trời luôn. Cọng xích nó cạ vô cái cây cột đó giết mà nó mòn mà nó đen luôn. Sống gì để gì chết hơn sống gì hành hạ. Gì mà ông không biết khương thế đâu. Tại vì bây giờ nhốt ông gì đó, mình làm sao cái mình cái sắt trong xung quanh này đừng có cầm cái giò. Dạ. Làm sao bỏ ông chuồng luôn đừng cầm lấy. Nhà thương á, mình lo được, cho đi nhà thương, ở trong nhà thương nó khỏe ông rồi ạ, nó sạch sẽ. Không ai chịu đưa hả? Đấy giờ đi kiếm được người nào ta làm phước á. Có người nhà ta đứng ra mới được. Đứng ra làm phước á. Người nhà ta đứng ra mới được. Người nhà nó ra rồi, hôm qua nó ra con rồi. Nó nói là bây giờ ai mà cho ông đi bệnh viện là người ta thì người ta cho đi liền đó. Không có giữ. Giỏi, ui, ngồi dưới nè, thức dậy, dữ rồi, quá trời nó xe cái giò luôn, sưng cái giò luôn trời, rồi, giỏi, ngồi dưới kìa, chơi đâu mà chơi hai cái ổ phá luôn, một cái ổ phá là ra chưa chắc gì được, mở gì được. Nói gì? Chỗ mình thấy hết thèm rồi. Sao nãy giờ đông người quá trốn hả? Hả? Qua lại lấy cam mắc mới là mới là sát la ông sùm đi mà. Dạ. Sống sát la chữ la gai đi nè. Có chửi hả? Có. Vô vô bánh đây. Vô vô rồi. Đây. Chạy chạy ăn bánh à. Đó cái dây nó thả dài ra cái nó đi được. Anh Thành Linh Giới ơi. Ăn ông mà đóng thịt này ăn được. Ăn ăn ông. Nghe chồng. Nhí cho lấy hai cục thịt cho anh này kìa. Anh bóp cái xiết ở chân được không? Nó sưng lên kìa. Đó. Quên đi quá chân nè. Quay đây ăn thịt nè. Không? Vừa tới. Quay ăn thịt anh Giới. Quay ăn thịt bánh kìa. Thịt cho nóng nè. Ừ, còn nóng nè. Thịt không, thịt cho bánh ngọt. Nghe lên. Ai không đang mùng đây, cô chú là thương. Không đang mùng à. Ai đang mùng tự ông giăng đó. Tự giăng hả? Tự giăng. Ừ. Chứ dễ gì người khác gian cho ông chứ không chịu. Đó thấy không biết răng mùng kìa. Tự gian tự ngủ à. Tự răng tự ngủ đó thấy chưa. Đó.
Ăn thịt heo nè. Ăn thịt heo không? Dễ dàng đây mình đây bà không ngon. Bị dân lên có hai bên vậy là rồi đó hả? Không, này cuốn rồi. Dạ. Qua đây. Hồi đó là tối là biết ăn hết trơn kìa. Cuốn rồi. Mưa nó tạt. Là mình làm cho cái trò vậy là biết ăn mùng ngủ đó. Cái này trời mưa nó tạt dữ lắm. Mình chướng tạt rồi để mình chướng mua cái cao su. Rồi cái ấy cũng như làm cái cái miếng kết chặn xuống rồi đó. Sụp xuống cái màn, sụp xuống. Sụp xuống. Có bây giờ chú làm gì nè, chú căng lên trên đó đó, rồi chú kéo vào đây hả? Dịp vô đây nè, chú đưa thịt trống mà không ăn không? Đưa cái nhà luôn ha, nóng rồi. Chú để thòng xuống rồi đi, nữa mất công lắm chú đó. Thơm lắm. Ừ, không. Nha, ăn đi. Không ăn bánh nè. Thơm phúc là nhí, nhí, nhí đúc đi nhí. Không đúc ha. Nhí đúc. Không ăn đâu dễ vậy. Rồi ăn cam, ăn quá trời cam nè. Ủa thịt đây là làm món ngon quá trời kìa. Này không cái này cầm. Không. Cầm. Bỏ túi à. Bỏ túi nha. Không ăn à. Bỏ túi nè. Đói không? Không. À, chú ra chú hầu. Không kịp kìa vô. Đó thì con nói là anh em trai ra là đứng lại liền ha. Cũng như sợ. Mình không sợ. Đúng nha. Thơm quá nhỉ, bánh đây đưa bánh này nhỉ, để bánh trong cái đó đó. Ngồi quay đây giờ mặt cây. Giờ mặt đẹp trai kìa. Minh Tinh đi cưới vợ cho nữa. Quay đây tôi coi đẹp trai, tôi cưới vợ cho. Đây nè, nhỏ, quay nè. Cộng xích nó nặng, hết bước nặng rồi. Nặng lắm. Quay nè, nhỏ. Ui. Chết nhốt gì họ không vài năm nó đi rồi. Anh 50 tuổi rồi. Mình có còng cái giò thì nó đã. Mai mốt mình cất cái chào này rồi mình đâu có còng chi nữa. Vô bánh bớt ở đây như thế không Hùng? Ha? Không ấy đem vô bọc đi. Chị em đó biết gì ăn không? Chị em đó biết chứ. Mình biết thì chéo chị ăn cái gì? Chỗ đâu có cây đinh đâu chéo. Có cái đinh đó gì? Đó. Có cái treo... Cái đinh nè. Treo ngoài á. Ông lấy tới kệ nó cho ông lấy măng. Đó, ông đang mùng được là ông lấy được đó. Ông cho ông còn mùng được đó. Ông còn dây bên đó được mà. Quay đi rồi chút mấy chút lớp với... nhậu lên ra chơi. Nhậu hả? Trời cái đó là tôi không nghe nó kêu nữa nha. Trời ơi, cái cam cam ra tao lỗ số 3 đồng. Được, mới này được mấy tấn? Đấy, có 6 cam rồi. Sáng giờ anh ăn cơm chưa? Ăn rồi, cái đêm cơm rồi. Hai mấy ngàn ký chưa? Có 8 ngàn á. 8 ngàn, cơm sườn 8 ngàn. Tao không muốn mua nữa kìa. Nó rẻ vậy đó. Mua chục ký là trời. Lỗ đất luôn. 8 ngàn ký cam. Là ban đêm mà tối hụ gì đó, không có đèn đút chứ hả? Hả? Không đèn mà. Đút không đèn đó đó hả? Đôi khi để không đèn cái ông làm sát đêm cái tắt. Tắt cho ngủ. Trời ơi, sáng lắm. Thấy vậy chứ đêm sáng lắm. Sáng. Đèn loại này nó sáng lắm. Sáng quá, ông đâu có ngủ được. Ừ, mờ nha. Cũng gì đèn mờ đó nha. Mặt mày ông nhăn lại trơn rồi. Quay cái mặt ra đây chút coi. Anh ơi. Trời ơi, có đẹp trai kìa vậy mà có kìa làm bơi. Xây qua coi. Mặt mai cái, ông nội. Chú quay cái bàn cái rồi đi vô, rồi đi vô liền. Quay cái mặt cái coi. Vô liền. Vô rồi, vô liền. Đó, đã. Đó, chụp hình nè. Ôi, đẹp trai ơi. Trời ơi, trời nhìn máy nó kìa, thấy không? Trời dữ vậy. Lấy một bánh, lấy một bánh. Lấy một bánh cho anh. Lấy bánh đi. Cầm bánh rồi, cầm bánh, cầm bánh. Lấy bánh cho thuê. Đó, lấy ra. Xé ra ăn đi. Xé ra ăn đi. Xé ra ăn đi. Xé ra đi. Xé đi. Ừ, rồi quá. Đó, thấy chưa? Cái đứt rồi. Quay vô. Bắt cỡ mà, quay vô. Bắt cỡ. Hồi xưa chắc đẹp trai lắm ạ. Cũng được, cũng được. Cũng cao quá bộ. Cao lắm. Cũng được. Không dám nói đẹp trai cũng được. Cũng được, cũng được. Vậy là anh chưa có... Anh không bị búa cắn hả anh? Không ạ.
Vậy mà sao thấy không cái không đỏ? Có mũi cắn không? Không thấy có đỏ gì đâu. Nhà anh đang ngủ mùng mà tay mà thấy mũi cắn hả? Đó. Đúng rồi. Còn anh kia anh ngủ trời nuôi. Trời nuôi. Này trời không nuôi rồi chết à. Máng nào không bệnh nữa nghe. Máng nào không có cảm nóng sốt ho ta. Không có gì chứ mình hả? Mình có bệnh cảm nhau không có. Thấy hả? Không, đâu có cảm. Thấy hả? Trời nuôi mà. Đúng là trời nuôi nha. Không có cảm ho gì hết. Trời. Bởi cái mùng mình mà nước mà ống đắp cũng đâu có sao đâu. Cái mà nước đem vô rồi, đổ ra đó, mở đem giặt rồi. Không có mà ướt ống đắp cũng thấy cũng bình thường ha. Đó. Không có gì chứ ha. Mới quay ra làm kiểu con cái giấu mặt nữa rồi, thấy không? Đâu mà ông kia ông quay mặt cái này. Thôi cái nữa cho mấy cô chú quay cái rồi đi vô. Cái nữa thôi, cái nữa hả? Nguyên đẹp trai ghê. Ờ, đứng về đi, đứng về đi. Kêu đứng về chơi luôn. Ôi, đẹp trai kìa. Cao ghê hồn rồi. Cao hơn em đó kìa, đó hai em. Cao chứ hả? Nhiêu tuổi rồi? Nhiêu tuổi anh rồi? Tuổi không? Trả lại coi. Nhiêu tuổi? Đứng rồi, nói coi. Không cỡ. Không cỡ nữa. Em sẽ rong mấy rồi, kêu không thay không thay. Ủa, mày mày gì không đó ha? Cộng đầu chồng xuống ha. Có gì xích đâu ấy lên được. Bây giờ nếu mà hả ra ông đi không ta? Hả ra ông lên trên mà nội xuống nhà. Thấy hả? Lên cơn dữ hả? Ừ. Nhớ nhà mà. Ông quýnh cái bà nội. Sao ông cầm dao ông giết cầm bẫy chết queo à? Đó, nhà vợ con nít đó nè, rồi ai đâu bán đó mà mình chịt hờ, khi đi ngủ tử ông nhào vô thì không dám đâu. Đâu ai hay được. Đâu đây mình không có biết được. Nếu mà làm cũng không ai biết đâu đỡ. Đúng rồi. Bây giờ chỉ có làm cái phòng cho ảnh á, nhốt lại vậy đó. Bệnh đau vậy, nhà nước người ta đâu có chịu trách nhiệm pháp luật đâu. Đúng rồi, khùng tâm hận. Những người đâu có tội lắm. Mà nhà anh có nhà anh có con nít tượng gái rồi từ lưa nữa đó. Lỡ còn đem vô ông cầm dao cấy cái rồi. Rồi chết này mình làm xây là mình ông có giấy chưa giấy hả? Ừ giấy gì giấy tâm hận có chưa có ha sổ tâm hận đi qua có sổ tâm hận luôn ha vậy là mai mốt mà vậy là ông có sổ có giấy mà. Giấy tâm hận sổ đó đặng mình xuống nhà nước bên thư vinh xã hội người ta mới cấp tiền đó tiền tháng cấp tiền cho ông đó có cấp không có tháng được mấy trăm vô trước đó cấp bao năm gì trước thì 200 mấy 300 mà lên từ 500-700 hiện giờ là người nuôi với người bệnh là được 1.800.000 cho cái người nuôi 200 mấy hàng tháng đó đó cộng vô lại 2 người luôn 1.000.000 ha như cái người mình nuôi ổng á biết rồi, biết rồi. Giờ nó có người nuôi nữa thì phải có cái này phải có người nuôi riêng rồi nhưng mà cái người như ổng được em tháng 700 mấy à cái người nuôi đó cũng có tiền nữa người, tiền người nuôi 200 mấy nữa là ra được 1.800.000 hiện giờ chứ trước đó 800 mấy nó lên.